Hôm nay thì chúng mình sẽ chúng mình học bài trước nhỉ. Mình sẽ học bài trước khi chơi trò chơi nhá. Con đã thấy màn hình của cô chưa? Can you see my screen? I see my screen. I see your screen. Okay. So let's get started. Give me a minute. Cô chào các con. Chào mừng các con quay trở lại với lớp học. Chào bạn tiếng Việt. Đây là những lời nhắc nhắn nhủ của cô đối với lớp của chúng mình. This is the reminders for our class. And today we will learn about the color, màu sắc. Okay. So the first one, when I ask you, đây là màu gì? And you will answer me. Màu gì nhỉ? Màu gì nhỉ? À, it's li. Màu đỏ. À, màu đỏ. And the whole sentence is đây là màu đỏ. Okay. So, đây là màu gì? Nhật nào? Đây là màu màu lan. Mình đọc theo cô nhé. Đây là vàng. Vàng. Can you repeat the whole sentence? Okay. Đây. Đây là màu vàng. Right, chính xác. Very good. Tiếp theo nào. Đây là màu gì? Đây là màu gì? Sinh nhật. Đây là màu hồng. Màu hồng. Màu hồng. Chính xác. Đây, đây là màu hồng. Chính xác. Very good. Vậy đây là màu gì? Anh kia. Đây là màu tím. À, đây là màu tím. Chính xác, đây là màu tím. Vậy đây là màu gì? Minh Nhật nào? Đây là màu cam. Đây là màu cam. Là màu cam. Chính xác. Vậy đây là màu gì? Màu gì nhỏ? Tại Minh Nhật nào? Đây là màu xanh. Xanh gì nhỉ? Xanh lá trời. Xanh nào? Đây là xanh. Xanh. Xanh lá cây. Xanh lá cây. Đây là màu xanh lá cây. Xanh lá cây. Chính xác. Vậy đây là màu gì? Kiệt nào? À, Isley. Màu xanh. Màu xanh. Xanh gì nhỉ? Đây là màu xanh. Màu xanh dương. You can call it màu xanh dương or màu xanh da trời.
or màu xanh nước biển. This or okay. So we call it màu xanh dương. Tiếp theo, đây là màu gì? Anh Kiệt nào? Đây là màu đen. Đây là màu đen. Chính xác, đây là màu đen. Vậy đây là màu gì? Đây là màu gì? Anh Kiệt. Đây là màu trắng. À, đây là màu trắng. Chính xác, đây là màu trắng. Vậy còn đây là màu gì? Minh Nhật nào? Đây là màu cứt. Minh Nhật. Đây là màu gì con? Nào, who knows? Raise your hand. Anh Kiệt. Kiệt nào? Không biết em cái này đúng không để bố nói cho con, but đây là màu cứt. No. We call, it's brown, right? So we call it. Đây là màu nâu. Yeah. Đây là màu nâu. Tiếp theo, đây là màu gì? Nhật nào? Tiếng Nhật. Đây là màu xám. Đây là màu xám. Đây là màu xám. Chính xác. Chính xác. Okay. So we have the rainbow here. Who can read the color here? Color here for me. Okay, so anh Kiệt first. Đây là màu gì con? Đây là màu trắng. Đây là màu gì? Màu đỏ. Màu gì đây? Màu tím. Sao màu gì đây? Màu biển xanh. Màu xanh nước biển. Nước biển. Màu xanh nước biển. Vậy đây là màu gì? Đây là màu xanh. Cây. Xanh lá cây. Màu xanh. Xanh lá cây. Vậy đây là màu gì? Màu xanh cam. Đây là màu gì nhỉ? Màu cam. Chính xác. Vậy đây là màu gì? Màu vàng. Và con có biết đây là màu gì không? This is so hard. It's quite xanh đổi. Màu xanh đổi. Màu xanh đổi. Đổi. À. Good idea. But now it's màu tràm. We call it màu tràm. Màu tràm. Yeah. Okay, thank you. Nhật nào? Đây là màu gì con? Đây là màu đỏ. Màu đỏ. Đây là màu gì? Màu tím. Màu tím. Đây là màu gì? Đây là màu vàng. Màu vàng. Đây là màu gì? Màu xanh lá trời. Xanh gì nhỉ? Xanh lá trời. À, xanh lá cây. Xanh lá cây. Đây là xanh lá cây. Vậy đây là màu gì? Màu nước biển. Màu xanh nước biển. Vậy còn đây là màu gì? Màu tím. Màu tím. Đây là màu gì? Màu trắng. Vậy đây là màu gì? Màu cam. Chính xác. Và đây? Màu tràm. Màu tràm. Màu tràm. Okay, very good. Thank you, Nhật. Welcome. Tiếp theo, Izzy or Aiden, want to go first? Ai trước nhỉ? Ai thử trước nhỉ? Just try it.
Okay, I will choose Eden first. Now, Eden, đây là màu gì con? Màu trắng. À, màu trắng. Đây là? Màu đỏ. Đỏ. Đây là? Màu gì nhỉ? Purple. Màu. Màu tím. Tím. Ừ. Thế đây là màu gì? Màu xanh lá và gì nhỉ? Xanh lá cây. Màu xanh lá cây. Ừ, xanh lá cây. Và đây là màu gì? Tôi giấu màu gì nhỉ? Start with the V. Màu. Màu. Vàng. Vàng. Ừ, màu vàng. Màu vàng. Ừ, đây là màu gì? Màu gì nhỉ? Màu cam. Màu cam. Màu cam. Ừ, đây là màu gì nhỉ? Màu xanh dương. Màu xanh dương. Và đây? Màu trắng. Màu trắng. Và đây? Màu trắng. Trắng, đúng rồi, chính xác. Thank you, Eden. Now, Izzy, your turn. Đây là màu gì vậy? Isley, đây là màu gì con? Màu gì nhỉ? Màu tím. Màu tím. Ừ, màu tím. Đây là màu gì? Màu đỏ. Đỏ. Đây là màu gì? Màu màu trắng. Trắng. Ừ, màu trắng. Màu trắng. Đây là màu gì nhỉ? Màu xanh. Xanh. Xanh gì? Xanh. Lá. 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 Xanh lá cây. Ừ, màu xanh lá cây. It's like Eden's shirt, right? So his color, his shirt's color. Xanh lá cây. Màu xanh lá cây. Đây là màu gì? Màu cam. Màu cam. Chính xác. Đây là màu gì nhỉ? Màu xanh. Xanh dương. Xanh dương. Ừ, màu xanh dương. Đây là màu gì con? Màu vàng. Màu vàng. Và đây? Màu. Màu tràm. Màu tràm. Okay, very good. Okay, in here.
The first row, who can read after me? The first row. Okay, so Minh Nhật go first. Minh Nhật. Minh Nhật, can you turn on your mic? Can you turn on your mic? Yes, đây là màu gì con? Màu đỏ. Đây là vàng. Đây là hồng. Đây là màu xanh lá cây. Xanh lá cây. Đây là màu cam. Cam. Đây là màu tím. Okay, so the next one, Eden. Okay, so from this row, you read it out loud and tell me the meaning of the words in English. Can you tell me the meaning of the words in English? Đây là in English. Read this first. Read the word first, and then tell me the meaning of it in English. Màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển. Like nước biển is blue. Yeah, right. Tiếp theo. Màu hồng. Hồng. Màu hồng is pink. Pink. Chính xác. Đây là màu trắng. Màu trắng is white. Okay. Màu tiếp theo. Màu tím. Tím. Is purple. Chính xác. Tiếp theo. Màu xanh nước biển. Xanh nước biển. Blue. Okay. And màu xanh lá cây. Xanh lá cây. Is green. Green. Chính xác. Very good. Kiểu Aiden. Tiếp theo nào. Insley. Màu. Insley nào. Màu gì? Đen. Màu đen. Màu đen. Màu đen is màu đen. Màu đen is black. Black. Tiếp theo. Màu tím. Màu tím là màu tím là tím. Màu tím là gì nhỉ? Màu tím. Purple, right? Purple. Purple. Tiếp theo. Màu xanh là cây. Xanh là cây, chính xác. Is xanh là cây is green. Green. Tiếp theo. Màu vàng. Màu vàng is purple. No. Vàng is màu vàng is yellow. 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 Tiếp theo. Màu xanh nước. Xanh nước biển is blue. Blue and màu xám. Xám is gray. Gray. Yes, it's gray. Thank you, Ainsley. And the next row. Anh Kiệt ơi. It's your turn. Anh Kiệt. Đây là hồng is pink. Pink. Đỏ. Đỏ is red. Xám. 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 Gray. Gray. Hồng. Hồng. Màu pink. Pink. Vàng. Vàng. Màu yellow. Yellow. Yellow.
Tím là purple. Tím là ok. Tiếp theo nào. Anh Kiệt đọc tiếp giúp cô. Hai từ. Aiden. I don't have a ton with in the English color. Ok Minh Nhật. Do you want to try it? Con đọc nhá. Vàng. Yellow. Vàng, yellow. Cam. Orange. Orange. Tím. Purple. Ok. Trắng. Trắng. White. White. Vàng. Vàng. Yellow. Ok. And. Đó. Red. Ok. And tiếp theo, in here, when it is hard to ask an answer about the color, so we ask, I will ask you, đây là màu gì? And then you answer me. You answer me. Aiden? Đây là màu đá. Okay. Are you answering for Minh Nhật? Đây là màu đỏ. Very good. And the next one, if I ask you, cái bút màu gì? And you answer me. Is it? Đây là màu xanh là cái. Cái bút màu xanh là cây. Chính xác. Very good. And is this the missing color? Mình sẽ trộn màu với nhau. Chúng mình sẽ có this one. This one. We have this one. Okay, who can read that for me? Anh Kiệt nào? Me! Màu đỏ và màu vàng là màu cam. We will say màu đỏ trộn với màu vàng thành màu cam. Chính xác. Tiếp theo. Minh Nhật. Màu đỏ trộn màu xanh làm tím. Màu đỏ trộn màu xanh dương thành màu tím. Chính xác. Nào, cuối cùng nào. Disley. That's easy. Màu gì nhỉ? Màu gì đây con? Nước. This one. Màu. Nước. Màu. Nước. À, xanh dương. Xanh dương. Với màu, trộn màu. Trộn với màu. Màu vàng. Màu vàng. Màu xanh dương trộn màu vàng thành màu. Màu xanh. 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 Xanh lá cây.
Okay, so we have màu xanh dương trộn máu vàng thành máu xanh lá cây, chính xác. Okay, in here, can you all turn on the mic and repeat after me? Turn on your mic and repeat after me. Cửa. Cửa. Máy tính. Giường. Ghế. 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 Quạt. 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 Tủ. 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 Okay. So, who can read that for me? Okay. Aiden first. Đây là cửa. Đây là gì con? Bàn. Bàn. Đây là quạt. Quạt. Đây là cốc. Cốc. Đây là cửa. Đây là tủ. Tủ. Đây là máy tính. Máy tính. Đây là cửa. Cửa. Và đây là giường. Giường. Và đây là ghế. Okay, very good. Thank you, Aiden. Insley. Đây là gì con? Máy tính. Máy tính. Đây là ghế. Ghế. Đây là tủ. Chính xác. Đây là bàn. Chính xác. Đây là quạt. Đây là có cốc. Và đây là cửa. Cửa. Và đây là giường. Ok, giường. Can you repeat? Giường. Giường. Ok, thank you, Steve. Anh Kiệt nào? Đây là gì con? Giường. Đây là tủ. Đây là máy tính. Xác. Đây là ghế. Đây là quạt. Đây là bàn. Đây là cốc. Xác. Và đây là cửa. Okay, thank you. And Minh Nhật. Đây là gì con? Bàn. Đây là chỗ. Đây là quạt. Chính xác. Đây là con có quạt. Có quạt. Cửa. Cửa. Đây là cốc. Đây là trái. Đây là máy tính. Và đây là giường. Okay, very good. Thank you. Chính xác. Tiếp theo. So, this is the question. Cái ghế màu gì? Isley? Cái ghế màu hồng. Màu hồng. Chính xác. Cái ghế màu hồng. Very good. Tiếp theo. Cái ô màu gì? Aiden? Why you never pick me? Cái ô màu. 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 What is black? Màu. Màu
đen. Đen. Ừ, nó đen. Chính xác. Cái ô máu đen. Ok, chuyện tiếp theo. Cái mũ màu gì? Minh Nhật nào? Cái mũ màu xanh. Xanh. Cái mũ màu xanh. Xanh. Xanh tối. Xanh dương. Xanh dương. Ok. Cái mũ màu xanh dương. Ok. Tiếp theo. Cái bàn màu gì? Màu gì nó đường vậy? Eden. Gì nó đường vậy? Cái bàn màu trắng. Ừ, cái bàn màu trắng, chính xác. Nào, anh Kiến, can you tell me what is that and what color is that? Cái màu gì nhỉ? Cái cốc màu vàng. À, cái cốc màu vàng, chính xác. Tiếp theo, đây là cái gì và màu gì? Isley? Cái giường. Giường. Nào. Cái giường màu. Màu. Cái giường màu. Đỏ. À, đỏ, chính xác. Cái giường màu gì? Cái giường màu đỏ. Very good. Tiếp theo. Minh Nhật. Minh Nhật. Can you turn your mic? Cái tủ màu nâu. À, cái tủ màu nâu. Chính xác. Oh, I'm sorry. Tiếp theo. This one quite hard here. Okay, Aiden. Cái gì nhỉ? It's quite hard. This one is cái rèm. Cái rèm. Rèm màu. Màu trắng. Màu trắng. Chính xác. Cái rèm màu trắng. Very good. Okay, so this time, first to play a game. Before we play a game, it's time to exit the room and come back one more time. Can you? So, why? Because Zoom, the limit of this room of this meeting is just 40 minutes. It's just 40 minutes. So we need to come back, exit, and join the room one more time. Okay, bye. Okay, thank you.